Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình về được một chiếc Rolex nữa rất đẹp. Chiếc này là có niềng kim zin luôn các bạn nhé, cho nên là anh em chú ý vì chiếc này rất là đã. Đó, mình sẽ mở ra để cho anh em xem. Một điểm đặc biệt trên chiếc này đó là chúng ta sẽ chỉ còn thẻ thôi, còn bộ sổ sách thì khách bị đánh mất rồi. Chúng ta còn hộp và thẻ. Thì chiếc này là một chiếc với mã là 116243. Đây là cái mã dành cho những chiếc đồng hồ mà có niềng benzen full của hãng. Chiếc này thì được mua vào ngày 22 tháng 9 năm 2017 và còn được bảo hành cho đến 2022, tức là còn năm 2020 còn khoảng 2 năm nữa các bạn nhé. Thì còn bảo hành khá là dài. Còn bên mình thì sẽ bảo hành cho anh em 5 năm từ ngày anh em mua. Chiếc này thì nó sẽ có những cái đặc điểm như sau. Đầu tiên là nó là 116243, cho nên nó sử dụng bộ máy đó là bộ máy 3135 của Rolex với 48 giờ tích cót, 31 chân kính và 28.800 tần số động. Điểm thứ hai đó là chúng ta sẽ có một cái niềng benzen full kim cương ở đây, và đây là kim cương zin của chính hãng luôn, cho nên là rất là đã. Với chiếc này thì các bạn mua giá hãng nó khá là cao đấy, khoảng 17.500 gì đó. Tuy nhiên chiếc này bên mình còn một chiếc còn đẹp như vậy, vàng vàng, yellow gold, mặt đen, và chúng ta có ở đây đó là niềng kim cương zin cùng với đó là 10 góc kim. Thì chiếc này bên mình bán với giá là 13.500 đó. Chúng ta sẽ có ở đây là logo là Rolex Oyster Perpetual Datejust, và ở dưới góc 6 giờ là chuẩn chính xác của Rolex Superlative Chronometer. Góc 3 giờ này của chúng ta là lúc Cyclops, còn ở trong thì chúng ta đã có niềng chạy chữ đời 6 số rồi, cho nên là cái này là hoàn toàn bình thường với serial number đúng với cả trên thẻ như các bạn vừa xem. 8 này, O, U, L này, 9, 7, 7, 6 này. Ở dưới thì chúng ta có dòng chữ Swissmade. Đó, chiếc này thì nó vẫn là Mark 1 thôi, cho nên là Swissmade của chúng ta thì sẽ không có không có cái logo ở giữa các bạn nhé. Niềng nói chung là niềng kim cương của hãng thì rất là sáng, các bạn nhìn ngoài thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mình quay video này thì nó chỉ được 50% cái độ đẹp của niềng này thôi. Chiếc này size 36mm, có sử dụng dây Jubilee và niềng kim cương. Dây Jubilee của chúng ta có 3 chỉ ở giữa, được làm màu vàng 18K U750, và đây là màu vàng vàng các bạn nhé. Nó sẽ phù hợp với anh em nào mà tầm trung tuổi thì mình nghĩ là đeo sẽ rất là đẹp. Đó. Chiếc này thì phù hợp với tay anh em từ 15cm cho đến 17cm. Đó, thì đeo sẽ rất là hợp. Đó. Độ mới còn rất cao. Dây cứng cáp. Và các bạn nhìn cái khóa dây này, khóa dây Jubilee chuẩn của đời luôn. Đó. Bên mình bán chiếc này với giá là 13.500 và có gia lộc cho anh em một chút. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc Rolex này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều. Vì Rolex nó có những cái thông số rất là cơ bản, cho nên mình làm video Rolex thì thường mình chỉ show cho anh em cái độ mới và độ đẹp thôi, và nó không có nhiều cái để nói. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.